Xin chào các bạn, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về văn bản và danh sách trong tài liệu HTML. Đã đến lúc chúng ta chèn những đối tượng khác ngoài chữ hay còn gọi là text vào trong trang web của mình. Và ở bài học này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu để chèn đối tượng hình ảnh và video vào trong trang web. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách thức để truyền hình ảnh vào trong trang web của mình. Với website ngày nay thì chúng ta có hai loại hình ảnh. Loại thứ nhất, chắc các bạn cũng đã từng nghe đến câu nói ngàn lời nói không bằng một tấm hình. Như vậy với một tấm ảnh thì chúng ta có thể truyền tải nội dung cho người xem một cách rõ ràng và thiết thực nhất. Với một đứa trên thì ta có loại content image, nghĩa là chúng ta sẽ dùng hình ảnh để truyền tải nội dung cho người xem. Ví dụ chúng ta có website bán hàng của Thế Giới Di Động, các loại sản phẩm cần phải có hình ảnh để cho người xem nhận biết rõ sản phẩm đó, cũng như có được những thông tin cần thiết để họ quyết định mua hay không. Và cái loại hình ảnh này hiện rất phổ biến cho các loại website, và đó chính là content image. Còn loại thứ hai thì nó chỉ thể hiện về mặt thẩm mỹ, có nghĩa là nó tôn lên vẻ đẹp của website của mình mà nó không thể hiện một nội dung gì. Và loại ảnh này thì ta gọi là background image. Ví dụ như ở đây các bạn thấy trang web này, và đây là hình ảnh chỉ thể hiện về mặt thẩm mỹ mà nó không thể hiện về mặt nội dung gì. Trong khóa học HTML thì chúng ta chỉ cùng nhau tìm hiểu về loại ảnh content image. Còn về background image thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong khóa học CSS. Với lại content image, chúng ta sẽ sử dụng thẻ IMG để thể hiện một hình ảnh trên trang web. Và thẻ IMG này là một thẻ rộng, và chính vì vậy chúng ta sẽ có hai cú pháp để thể hiện. Và dĩ nhiên chúng tôi khuyến khích các bạn sử dụng cú pháp có thẻ đóng và thẻ mở. Tuy nhiên nếu chúng ta sử dụng thẻ này không thì chúng ta chưa thể hiện một hình ảnh nào trên trang web, bởi vì các bạn chưa chỉ định một hình ảnh nào cả. Để làm được điều đó thì chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính gọi là source, viết tắt là src, và value là giá trị của thuộc tính source, chính là đường dẫn chỉ tới file mà chúng ta đang lưu trữ. Nói về đường dẫn thì ta có hai loại, đường dẫn tuyệt đối và đường dẫn tương đối. Và đây là hai khái niệm cực kỳ quan trọng khi ta làm việc với ngôn ngữ HTML. Với loại đường dẫn tuyệt đối thì chúng ta cần phải chỉ định đường dẫn bắt đầu từ ổ đĩa nào, và sau đó là các thư mục theo thứ tự, và cuối cùng là tên của file ảnh. Đối với các file liên kết trong tài liệu HTML như là strip, hình ảnh, video hoặc là các trang web khác trong cùng một website thì chúng tôi khuyến khích các bạn là không nên dùng cái loại đường dẫn tuyệt đối này. Vì khi ta thay đổi thư mục website qua một ổ đĩa khác thì ta phải thay đổi lại giá trị của thuộc tính source trong mã nguồn. Và thường thường thì đường dẫn tuyệt đối nhìn rất dài dòng. Tuy nhiên, có trường hợp là những liên kết ngoài ứng dụng website của ta thì ta phải sử dụng loại đường dẫn này. Phần này sẽ được nói chi tiết ở bài học HTML Link. Còn với Relative Path thì nó hoàn toàn được khuyến khích sử dụng, bởi vì nó khắc phục được những khuyết điểm của đường dẫn tuyệt đối. Chúng ta sẽ không cần chỉ định từ ổ đĩa các thư mục trên cấp của thư mục website, mà chúng ta chỉ cần quan tâm đường dẫn từ cấp thư mục website của chúng ta đang làm việc mà thôi. Cũng trên ví dụ trên, giá trị thuộc tính source bây giờ là tên file mà chúng ta cần hiển thị. Cơ chế làm việc của đường dẫn tuyệt đối là nó sẽ bắt đầu tìm kiếm từ thư mục đang chứa file HTML mà trình duyệt đang hiển thị. Như ở đây, thư mục chứa file birdcage.html chính là thư mục HTML example. Vì thế, trong mã nguồn khi ta dùng đường dẫn tương đối là tên file k1.jpg thì trình duyệt sẽ hiểu ngay file ảnh này của ta đang có vị trí cùng cấp với file HTML mà nó đang hiển thị. Tuy nhiên, trên thực tế, ta sẽ thấy người ta sẽ có một cấu trúc lưu trữ khoa học cho thư mục của website. Tất cả các hình ảnh sẽ vào thư mục Image. Lúc này, ở mã nguồn cũ, ta phải thay đổi lại đường dẫn. Và đơn giản là ta chỉ cần thêm từ Image và dấu slash ngay trước tên file. Cũng dựa trên nguyên tắc của đường dẫn tương đối là sẽ xác định từ file HTML đang làm việc. Sau đó, để đi tới hình ảnh này thì nó phải đi vào thư mục Image. Như vậy,
ký tự slash thì ta sẽ dùng để đi vào thư mục. Còn khi ta muốn ra khỏi một cấp thư mục thì chúng ta sẽ sử dụng ký tự dot dot slash. Ví dụ ta có cấu trúc thư mục như sau. Và giả sử chúng ta đang làm việc ở file trimal.html và chúng ta muốn sử dụng hình ảnh k2.jpg trong thư mục image thì chúng ta sẽ có cú pháp như sau. Dot dot slash nghĩa là cấp thư mục HTML. Ta sẽ nhảy ra ngoài một cấp để tới cấp thư mục gốc là HTML example. Sau đó để vào thư mục image, ta chỉ cần ghi tên thư mục này cùng với dấu slash. Và khi đã vào thư mục image rồi, ta chỉ cần ghi tên file ảnh muốn hiển thị là k2.jpg. Hãy nhớ, ứng với mỗi dot dot slash là ta sẽ ra khỏi một cấp thư mục. Còn với ký tự slash thì ta phải đi vào trong một cấp thư mục. Dựa trên nguyên tắc của RetriPath thì khi chúng ta làm việc với website, chúng ta chỉ cần quan tâm đến file và thư mục bắt đầu từ thư mục gốc của website. Nghĩa là chúng ta chỉ quan tâm đến cấu trúc lưu trữ của website mà thôi. Trong trường hợp chúng ta muốn di chuyển thư mục của website qua một ổ đĩa khác thì chúng ta cũng không cần phải lo lắng để sửa chữa lại mã nguồn trong HTML. Nào, hãy cùng làm một vài bài tập nhỏ để đảm bảo các bạn hiểu rõ đường dẫn tương đối nhé. Chúng ta vừa tìm hiểu về Content Image, loại hình ảnh giúp chúng ta truyền tải nội dung cách sinh động và bắt mắt. Đó là thẻ Image. Điều đặc biệt là chúng ta có tìm hiểu về thuộc tính Source. Và đây là một thuộc tính rất đặc biệt, nó nhận một trong hai giá trị, đó là đường dẫn tuyệt đối và đường dẫn tương đối. Đây là một kiến thức rất quan trọng khi các bạn làm việc với HTML, cụ thể là Hyperlink. Đúng vậy, các bạn hãy nhớ rằng khi làm việc với liên kết nội bộ thì chúng ta phải sử dụng đường dẫn tương đối. Còn đường dẫn tuyệt đối chúng ta sẽ gặp và tìm hiểu trong loạt bài học về Hyperlink. Chúng ta chưa tìm hiểu hết về thẻ Image. Chúng ta sẽ khám phá tất cả các kiến thức còn lại trong video sau. Và trước khi kết thúc video này, các bạn hãy trả lời cho Đăng một câu hỏi. Nhược điểm lớn nhất của đường dẫn tuyệt đối là gì? Câu trả lời là khi các bạn thay đổi cấu trúc thư mục website thì các bạn sẽ phải thay đổi lại toàn bộ những mã nguồn, những giá trị đã sử dụng đường dẫn tuyệt đối, đúng không? Và bây giờ đã đến lúc các bạn tự tay thực hành lại những kiến thức đã được học trong video này. Các bạn hãy thử nghiệm việc chuyển đổi cấu trúc thư mục website sang một thư mục khác cho cả hai trường hợp, đường dẫn tuyệt đối và đường dẫn tương đối, và để xem sự khác biệt nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.